Một lần nữa Tùng Vân xin cảm ơn sự hiện diện còn lại của quý vị ạ. Không còn bao nhiêu giây phút nữa thì trước khi chia tay, Tùng Vân quý vị có muốn nhận ý điều gì, quý vị cứ việc lên đây yêu cầu thì em sẽ cố gắng để phục vụ cho tất cả quý vị. Bây giờ nãy giờ thì con thấy là quý vị đã nhảy Tango, Cha Cha, Twist. Bây giờ còn điều nào quý vị muốn nhảy nữa không ạ? Vậy chị lên hát với em ha. Những ai yêu thích vụ điệu Passido sẽ cùng nhau ra sân này.